chào các bác, cô chú anh chị nhé. Hôm nay mùng 1 đầu tháng thì chúc các bác một cái tháng thật là hồng phát và hạnh phúc may mắn các bác nhé. Đấy, thì hôm nay tiếp tục cái kế hoạch về quê, tôi sẽ lóc những cái da ở xung quanh cái những cái vết sẹo này, cái vết nó còn đang bị chai này, để bôi cái keo tránh lâm này, mà keo tránh lâm thì nó tốt hơn, mỹ tiến nó không, gần như nó không có tác dụng các bạn. Đấy, thì Việt Nam có cái keo tránh lâm nó khá là ổn. Thì kinh nghiệm là gì, thì bởi vì là dù các bác có cái bôi những cái keo vào những cái vết thương tốt đến mấy ấy, thì sau một thời gian những cái vỏ này ở những cái vết này nó cũng đã chai đi rồi, và các bác phải rạch nó ra, cào ra lại, tạo coi như tạo vết thương để kích thích, xong lại bôi vào kích thích cho nó ra những cái da non mới, thì dần dần nó sẽ đầy dần vào. Sau một thời gian thì nó chậm, thì nó chai ra như này thì lại rạch ra, đến khi nào thành công thì thôi. Đấy các bạn, đây những cái vết như này hôm nay tôi sẽ cào ra, tôi sẽ lấy dao, mũi dao tôi cào những cái chỗ này ra, cào rạch những cái chỗ này ra để cho nó đùn ra các bạn. Đấy, hướng tới chơi nó chuyên nghiệp dần lên các bạn. Trước đây thì không có thời gian, đa số là không có thời gian các bạn. Mình các bác thường thấy tôi rất là bận, rất là rảnh, lang thang chợ khắp nơi, nhưng mà thực tế là tôi chỉ ở chợ một vài phút thôi, hoặc là đi đâu đó chơi một vài phút tôi lại chạy, luôn chạy như chim luôn, chứ không có rảnh đâu các bác. Mình đi làm cơ quan làm hành chính mà. Đấy, tôi cũng chẳng sống bằng cây các bác nhé. Đấy, mà chỉ đơn thuần là đam mê thôi. Thi thoảng tôi có giao lưu đôi cây, nhưng mà nó vẫn chỉ là đam mê. Tôi có giao lưu đi cây nào tôi lại phải vào ngay cây khác, nó nhiều tiền hơn rất nhiều. Rồi các bác, cây tôi cho là cực kỳ giá trị nên tôi sẽ làm nó thật chu đáo. Cây rất giá trị. Cây này tiền trăm, tôi hô 120, thực tế là nó quá xứng đáng, thậm chí là xứng đáng hơn rất nhiều, khoảng độ 200-300 xứng đáng, là rất xứng đáng. Đấy, còn tùy mỗi người kinh tế, có những người rất thích thì lại không có kinh tế, có những người có kinh tế thì lại tính đến đầu tư thì lại cũng còn đang xem xét. Thôi bây giờ tôi làm các bác nhé. Cái đồ chơi dùng hàng đấy, bắt đầu đến cái vỏ thịt này. Thank you.
ráo rồi. Khi mà tôi cạo ra tôi quét sạch đi, quét sạch những cái da đi, để sạch cái bề mặt đi. Thì chờ nó lúc đấy mình làm nó vết thương nó sẽ phun nhựa ra. Phun nhựa ra thì lúc đấy mình không nên bôi ngay đâu. Mình cho cái nhựa nó khô chút thì mình bôi vào, bởi vì nếu mà mình bôi nước ướt thì nó làm loãng cái keo này đi, cho nên nó không có nhiều tác dụng. Thì mình để nó ráo nhựa đi. Tôi vừa bôi ở đây rồi. Bôi cả thêm những lưng này cho nó đỡ cháy, đỡ bị cháy. Sau đấy thì chắc mua đến mùa phải che xốp vào thôi. Che xốp, che. Đấy các bác. Quá đẹp. Thực sự là rất đẹp rồi. Thực sự rất đẹp. Không phải cây của mình khen đâu. Thực sự rất đẹp. Rất đẹp. Quá đẹp luôn. Đấy. Chút đo nhưng mà nghĩ là chỉ tầm 70 phân nên cái nên ngọn về mặt chậu đấy, cỡ nó là tầm trung bình, quá là hay. Nhưng mà to hẳn lên thì tôi không nói, nó không có giá trị nhiều. Bé như này không phải bé mà cái cỡ như này lùm lùm nó ra ra lạ. Các bác nhìn những cái đường chạy của vừa vệ lẫn với thân này, bách rất là lạ, rất là lạ, rất là quái. Tôi thích nó ở chỗ đây. Sau đợt này nó sẽ đủ ra rất là nhanh. Sau đấy khi mà nó đủ một thời gian là mình chai lại tiếp tục quét ra. Tuyệt vời, gọi là cho nó đẹp lên chứ làm hỏng thì tiếp nữa. Nó lại mở nhạc rồi các bác. Thôi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Bắt đầu phun lọc rồi này. Tháng ấm lên rồi.